Thời gian gần đây, việc hàng loạt các nghệ sĩ bị gọi tên vì nghi ngờ có hành vi ăn chặn tiền từ thiện mà người dân trên cả nước đã ủng hộ. Mới đây, bên lề cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến lùm xùm kêu gọi quyên góp tiền từ thiện của giới nghệ sĩ trong thời gian qua. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô cũng nhấn mạnh, việc vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng hay các bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo được pháp luật quy định cụ thể tại Nghị định 64 ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính ban hành. Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng nêu rõ các quy định hiện hành đều yêu cầu việc vận động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng tiền, hàng đóng góp phải được thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đối tượng, minh bạch, công khai. Pháp luật nghiêm cấm sử dụng hoạt động cứu trợ, thiện nguyện để vụ lợi, nghiêm cấm gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền, hàng do các cá nhân, tổ chức quyên góp. Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ, thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trung tướng Tô Ân Xô cho rằng, trong thời điểm hiện nay, dư luận đang quan tâm đến vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện. Nếu ai có chứng cứ, tài liệu gửi cho cơ quan điều tra tại địa phương hoặc các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, thì cơ quan công an sẽ vào cuộc, đảm bảo đúng quy định. Thậm chí khi chưa có thông tin tố cáo, cơ quan công an vẫn sẽ chủ động nắm bắt thông tin để đảm bảo an ninh trật tự xã hội nếu phát hiện có những dấu hiệu gây bất ổn xã hội.